Chào mừng các bạn đến với chương trình BG buổi sáng cùng DCI, một cách thông minh để bắt đầu ngày mới. Hy vọng các bạn thân thích. I don't see it. Oh, there we go. Hi, this is Jesse. Xin chào, đây là Jesse McCordos. Chào mừng quay trở lại với chương trình Big Tree buổi sáng. Tôi rất hạnh phúc có hai vị khách mời đáng kinh ngạc từ khắp nơi trên thế giới. Đầu tiên, tôi muốn giới thiệu ngài Sunny Lim. Xin chào Sunny. Xin chào mọi người. Trực tuyến từ Singapore, Sunny là một trong những người quan trọng nhất đối với công ty design tại châu Á. Anh ấy là nhà tổ chức design cho phần lớn ở Malaysia, Tây Malaysia, và hiện giờ anh ấy đang làm việc rất cực lực để giúp đỡ DCI Singapore. Kiểu như công ty mẹ mà giúp đỡ Malaysia, Indonesia, Đài Loan, Việt Nam. Và vì vậy, anh ấy thật sự đang giúp đỡ rất nhiều người. Anh ấy thật sự đang thành lập nhiều tổ chức, nhiều sinh viên. Anh ấy có bằng cấp về công nghệ thông tin từ Đại học Trung ương Anh Quốc. Cảm ơn Sunny đã đồng ý xuất hiện trên chương trình. Cảm ơn, bởi vì tính cách cô anh ấy thì cũng rất tươi sáng. À, Janice Sander từ Colorado tại Hoa Kỳ. Cô ấy là chủ doanh nghiệp. Cô ấy có 3 cửa hàng ở đó, chủ doanh nghiệp, đang làm rất tốt ở đó. Cô ấy cũng là diễn giả của Diamond X. Cô ấy đã đến học viện design trường đại học SCM, tất cả các học kỳ, và một trong vài người đã hoàn thành tất cả các học kỳ ở đó. Và cô ấy đã có bằng cấp đầu tiên của cô ấy như là nhà địa chất, như là một nhà khoa học. Và tôi nghĩ điều đó hữu ích. Tôi nghĩ kiểu suy nghĩ đó giúp ích bạn trở thành một giảng viên design thật sự tốt. Vì vậy, chào mừng các hai bạn và tôi sẽ chuyển nó sang cho Sunny, người dẫn chương cho hôm nay. Yay, Sunny! Cảm ơn thầy Jesse Michael. Chào mừng các bạn đến với chương trình Big Tree buổi sáng. Vì vậy, hôm nay là... Janice, bạn có thể cho mọi người xem không? Hôm nay là thứ ba, ngày 30 tháng 6. Vậy hôm nay chúng ta sẽ thực hiện vài câu hỏi. Câu trả lời, và nó là một câu hỏi rất thú vị. Được rồi, chúng ta hãy xem câu hỏi. Câu hỏi là gì? Xin chào Gisela, đây là Beatrice từ Thượng Hải. Bởi vì tôi có kế hoạch cho cấp độ 7 đi xa giảng dạy tại Thượng Hải vào tháng 6 năm nay. Nhưng bây giờ tôi thật sự lo lắng về việc liệu lịch trình của chúng tôi có bị hoãn lại bởi virus corona hay không. Vì vậy, thầy có thể nói cho chúng tôi biết chúng tôi có thể làm gì để chắc chắn rằng buổi dạy có thể được tổ chức đúng thời gian. Cảm ơn rất nhiều. Wow, đây là câu hỏi rất thú vị, bởi vì tôi nghĩ hiện nay do COVID-19 khắp trên thế giới, vì vậy nhiều phần trên thế giới thật sự đã thấy loại sự kiện này hoặc đào tạo hoặc khóa học này đã ở trạng thái dừng, hoặc thậm chí hoãn lại cho đến khi có thông báo mới, hoặc thậm chí một vài đã bị hủy bỏ. Vì vậy, chúng ta biết DCI cấp độ 7 là một khóa học siêu quan trọng. Vậy nên, tôi nghĩ Beatrice từ Thượng Hải thì lo lắng về DCI cấp độ 7. Cô ta có thể được tham dự hay không? Vì vậy, tôi nghĩ đây là câu hỏi hay và rất nhiều người quan tâm về điều đó. Và Janice, từ góc nhìn của bạn, bạn nghĩ gì về việc kiểu như đang có khóa học bị thay đổi lịch, và hạt giống nào mà bạn nghĩ sẽ làm điều này? Bạn biết đấy, bạn không thể nhìn thấy khóa học vận hành như lịch trình. Chào Sunny, tôi nghĩ có 3 cách chúng ta có thể nhìn vào vấn đề này. Bạn biết đấy, nếu tôi nhìn thấy các thứ bị hủy bỏ hoặc hoãn lại, đó là một điều. Những hạt giống của tôi đang buộc tôi nhìn thấy một việc gì đó bị hoãn lại. Và kế đến, một cách khác là hạt giống nào mà tôi đang gieo trồng khiến cho những việc này bị hoãn lại. Và hạt giống gì tôi cần để có thể tham dự những điều này. Những hạt giống nào tôi cần tạo ra để mà tôi có thể tham dự DCI cấp độ 7. Vậy, bạn muốn bắt đầu từ đâu trước tiên? Bạn có muốn bắt đầu với những hạt giống mà có lẽ đang ngăn chặn tôi có được các buổi học này không? Vâng, làm ơn. Tôi nghĩ đó là sự bắt đầu tốt. Vâng, tôi chỉ đang xem xét những điều mà có lẽ là những chướng ngại để nhận được sự giảng dạy, và bạn biết đấy,
Tôi đã hỏi một ai đó về điều này và họ đã bảo tôi về một thời điểm khi ai đó yêu cầu họ cho xem một kỹ năng nào đó mà họ có về việc vẽ. Họ vẽ những tấm vải chẳng hạn thật sự đẹp. Và họ đã từ chối nó bởi vì họ không muốn người đó học kỹ thuật đó và trở thành sự cạnh tranh với họ. Vì vậy, tôi nghĩ khi chúng ta keo kiệt bủn xỉn với những gì chúng ta biết, chúng ta đang tạo ra một chướng ngại để học hỏi thêm, để nhận được nhiều sự giảng dạy hơn từ những người khác. Vì vậy, tôi nghĩ đó là một cách để nhìn vào điều đó. Bạn biết đấy, hãy thẩm tra các thời điểm trong quá khứ của chúng ta mà chúng ta có lẽ đã không chia sẻ thông tin mà chúng ta đã có thể dễ dàng cho ai đó, dù đó là thành viên gia đình, đồng nghiệp hoặc đối thủ. Chúng ta đã giữ kiến thức cho bản thân mình và chúng ta đã không chia sẻ nó. Và đó có lẽ là một chướng ngại. Nó hầu như chắc chắn là một chướng ngại cho việc có được các bài giảng tương lai. Vì vậy, đó là những gì tôi phải nói về điều gây ra trở ngại ấy. Điều đó thật tuyệt. Tôi nghĩ với cá nhân tôi đồng ý với bạn như vậy. Và với góc nhìn cá nhân của tôi nghĩ có một cách khác chúng ta có lẽ gây ra điều này xảy ra là, ví dụ như, có lẽ chúng ta có, bạn biết đấy, giống như với bản thân tôi quả thật đã hứa với các con của tôi dẫn chúng ra ngoài vào thứ Bảy, dẫn chúng đến sở thú, ví dụ như thế. Nhưng bởi vì tôi không thể giữ lời hứa, có thể thỉnh thoảng doanh nghiệp của tôi bất thình lình vào thứ Sáu, có vài đối tác kinh doanh gọi tôi, sau đó họ nói họ muốn gặp tôi vào ngày thứ Bảy. Vì vậy, tôi sẽ nói với con của tôi, bạn biết đấy, xin lỗi, bố không thể dẫn các con đi chơi vào thứ Bảy bởi vì bố có một cuộc gặp vào phút cuối cùng. Vì vậy, bởi vì tôi không thể giữ lời hứa của tôi, sau đó tôi sẽ thấy môi trường của tôi thậm chí giống như các khóa học mà đã lên kế hoạch trước sẵn rồi. Nhưng nó không thể diễn ra đúng giờ. Vì vậy, tôi nghĩ việc giữ lời hứa, bạn biết đấy, cũng rất quan trọng. Nên chúng ta hãy nghe thầy Geshe Michael. Điều cản trở là gì? Vật cản gì và điều thầy thấy về hạt giống để điều này diễn ra là gì? Chà, một cách cá nhân, tôi chỉ đang nghĩ về khi lần đầu tiên tôi bắt đầu nghiên cứu trí tuệ cổ xưa. Khi tôi nghiên cứu cùng với thầy của tôi, chúng tôi chỉ có một bản duy nhất của quyển sách. Và chúng tôi có khoảng 12 học viên và quyển sách thì cực kỳ hiếm. Và chúng tôi chỉ có duy nhất một bản trong phòng. Và thật ra những học viên chúng tôi phải học để đọc sách kiểu lộn ngược. Người thầy sẽ giảng dạy với quyển sách phía trước họ. Và chúng tôi phải học để đọc quyển sách kiểu lộn ngược. Chúng tôi phải ngã người về chiếc bàn của thầy, bạn biết đấy. Và tôi hỏi thầy của tôi, làm cách nào chúng ta có thể thêm sách? Bạn biết đấy. Làm cách nào để chúng ta có đủ sách cho tất cả mọi người? Bạn biết đấy. Và thầy nói, con phải gieo trồng hạt giống để có thêm sách. Con phải chắc chắn rằng những người khác đều có thể có sách. Không phải con. Đừng lo lắng về con. Con tạo ra hạt giống mà những người khác có thể có những quyển sách đó và những khóa học đó. Nên tôi nghĩ, Beatrice, bạn phải tập trung vào những người khác. Vì vậy, những người khác là ai? Là người mong muốn có được khóa học hoặc là những người khác mong muốn có bài giảng. Và điều tôi đã làm, thật ra chúng tôi làm việc với tập đoàn Hewlett Packard và chúng tôi bắt đầu chương trình ALL, chương trình Thư viện Di sản Châu Á, mà là một ACIB mới, và chúng tôi bắt đầu bảo tồn những quyển sách trên khắp thế giới. Vì vậy, Beatrice, tôi nghĩ một ý tưởng rất rất tốt là có lẽ bạn có thể trả phí cho một ai đó để học một khóa học trực tuyến, hoặc là bạn có thể giúp họ đăng ký khóa học. Và sau đó, khóa học của bạn sẽ đến với bạn, tôi nghĩ vậy. Đó là điều tôi đã làm. Và một cách thành thật, hiện tại tôi có hàng triệu trang sách trong máy tính của tôi. Bạn biết đấy, tôi có hàng triệu trang của những quyển sách đó trong máy tính của tôi. Và tôi đang bơi trong những quyển sách trí tuệ đó. Đó là điều tôi nghĩ. Bạn suy nghĩ gì, Sunny? Bạn suy nghĩ gì? Vâng, tôi nghĩ. Vâng. Nó rất là quan trọng trong hệ thống design này. Điều chúng ta muốn, trước tiên chúng ta phải giúp những người khác đạt được. Vì vậy, nếu bạn mong muốn tham gia buổi huấn luyện bởi chính bạn, nên tôi nghĩ chắc chắn bạn cần giúp đỡ một ai đó có thể tham dự. Nó có thể không phải là cấp độ 7, nó có thể là bất cứ cấp độ nào, cũng như bất kỳ cấp độ khác, không phải DCI cũng được. Vì vậy, trong cuộc sống hàng ngày của bạn, hãy giúp một ai đó tham gia những khóa học.
Vì vậy, giống như ở Singapore và Malaysia, chúng tôi gặp nhiều học viên. Thật ra, có thể họ, lương của họ và điều kiện của họ không nhiều. Nhưng họ thật sự tha thiết muốn tham gia thêm những cấp độ DCI, bởi vì họ thấy rằng trí tuệ này rất quan trọng. Và sau khi họ tham dự một cấp độ, nếu họ thực hành và họ thấy cuộc sống thay đổi, vì vậy họ có thôi thúc mạnh mẽ muốn được học nhiều hơn. Nhưng bởi vì tiền lương không nhiều, nên bằng cách họ cố gắng gieo hạt bằng việc giúp đỡ những người khác tham dự những khóa học, giống như tham dự cấp độ 1, cấp độ 2, những kiểu như vậy. Vì vậy, bằng việc làm đó, họ thấy nhiều phép màu xảy ra, chính bản thân họ thực sự có thể tham dự. Chúng tôi có học viên, người mà bạn biết đấy, tiền lương không cao, nhưng điều kỳ diệu là cô ấy có thể tham dự tất cả các cấp độ ngoại trừ cấp độ 7. Tất cả cấp độ trừ cấp độ 7. Vì vậy, nó là thử nghiệm rất mới, có tác dụng ở đây. Vì vậy, còn Janice thì sao? Bạn suy nghĩ gì? Lời khuyên các bạn là gì? Hạt giống nào khi ấy mà bạn cần gieo? Bây giờ những cản trở là gì? Điều bạn cần khuyên trong chương trình Big Tree? À, đầu tiên tôi sẽ chia sẻ điều mà tôi biết, bạn biết đấy. Chỉ là một cách nhỏ. Bạn biết đấy, nếu tôi có nhân viên có một điều nhỏ gì đó mà họ cần biết, thậm chí đó là việc gấp áo, chia sẻ điều tôi biết và chia sẻ mà không phán xét, chỉ chia sẻ tất cả mọi thứ mà tôi biết. Điều đó gieo những hạt giống cho tôi để học nhiều hơn. Điều này nghĩa là tôi sẽ gieo các hạt giống để nhận được các bài giảng của bất kỳ loại nào. Nhưng tôi cũng nghĩ nếu tôi, hãy nói là tôi không có thu nhập lớn và tôi thật sự không thể bảo trợ một người khác đi học cấp độ DCI. Hãy chỉ nói về việc tôi giúp ai đó với các bài học đàn piano, giống như có lẽ tôi có thể đóng góp vào chương trình học bổng, giống như việc giúp những ba mẹ cho những đứa trẻ đi nhà trẻ, chứ là đề nghị chi trả. Bạn biết đấy, tôi sẽ cho bạn chi phí của 2 tuần ở nhà trẻ, hoặc là thậm chí bạn biết đấy, tôi có thể đề nghị một ai đó rằng tôi sẽ giữ họ như đứa con của họ và giúp họ đọc hoặc phụ đạo một điều gì đó mà tôi biết. Và tôi nghĩ tất cả những điều đó, tôi không cần phải tốn tiền, nhưng tôi có thể giúp người khác với những đứa con của họ bằng cách phụ đạo cho chúng. Hoặc tôi rất thích giống như thế. Chúng tôi dẫn những đứa trẻ đến mỏ khai thác cổ ở đây và dạy chúng về những hòn đá. Và thậm chí khi tôi làm điều gì giống như vậy, tôi đang gieo trồng những hạt giống để bản thân tôi nhận được nhiều bài giảng hơn. Vì vậy, tôi nghĩ chỉ chung quy là chia sẻ điều tôi biết. Và nếu tôi không có tiền, hãy làm những hành động nhỏ để giúp đỡ những người khác đi học hoặc nhận được điều mà họ cần. Có lẽ tôi có thể chở ai đó đến một buổi giảng dạy. Rất hay. Vâng vâng, rất hay, rất hay. Vì vậy, tôi cũng nghĩ rằng khi chúng ta thấy người khác thành công trong việc tham dự những khóa học, chúng ta nên cảm thấy hạnh phúc cho họ, bạn biết đấy. Chúng ta nên cảm thấy phóng khoáng, bạn biết đấy. Chúng ta nên cảm thấy hạnh phúc rằng họ có thể tham dự những khóa học. Tôi nghĩ rằng đây là một hạt giống khác nữa mà bạn cần phải cẩn thận. Bởi vì rất nhiều người không thể tham dự những khóa học. Họ ganh tị với những người khác, khi đó điều đó có thể ngăn chặn họ có thể tham gia khóa học mà họ muốn tham gia. Còn thầy thì sao? Yoshimaiko, thầy có muốn... thầy nghĩ gì? Bạn biết không? Tôi đang nghĩ tới những người nói rằng, ồ, bạn là một geshe. Và bạn đã dành 25-30 năm trong tu viện để học tập. Bạn có. Thật ra thì những khóa học đó có trong tu viện là miễn phí. Chúng tôi không phải trả tiền. Nếu chúng tôi được chấp nhận là một nhà sư, và rồi chúng tôi không phải trả tiền, chúng tôi sẽ có 25-30 năm học được miễn phí. Sau đó họ nói, à, bạn đã làm điều đó như thế nào? Và tôi nói, bạn không muốn biết đâu, bạn biết đấy. Tôi đã là một người đầu bếp trong 8 năm như là một người tình nguyện. Tôi đã tình nguyện trở thành một người đầu bếp trong 8 năm, vậy nên tôi nghĩ, đặc biệt là ở Đại lục Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Indonesia, các bạn cần có những tình nguyện viên. Chúng ta luôn luôn cần những tình nguyện viên. Tôi đã là một tình nguyện viên trong 8 năm và tôi đã làm những công việc dơ bẩn. Tôi đã nấu ăn và tôi thật sự là một đầu bếp tồi và rất nhiều người đã phải chịu đựng vì việc nấu ăn của tôi. Nhưng tôi nghĩ việc nấu ăn là lý do vì sao tôi có được rất nhiều khóa học. Tôi nghĩ vậy, tình nguyện viên, hãy là một tình nguyện viên. Tôi nghĩ ở Malaysia, Singapore, Đại lục Trung Quốc, họ có những người tổ chức sự kiện tuyệt vời và họ rất trân trọng những người tình nguyện viên. Tôi nghĩ vậy. Vâng. Tôi thật sự thấy ở Singapore, Malaysia và thậm chí Indonesia rằng
chúng ta thấy rất nhiều tình nguyện viên, thật ra sau khi họ học hệ thống DCI, sau đó họ thấy cuộc sống của họ thay đổi, sau đó họ trở thành một người phụng sự và họ trở thành tình nguyện viên. Họ muốn giúp người hơn nữa để đạt được những gì họ muốn và giúp đỡ họ có một cuộc sống tốt hơn. Nên khi làm bằng cách này, tôi thấy nhiều học viên thật ra họ có thể tiếp tục học, tiếp tục tham dự nhiều khóa học nữa. Vâng, thầy đúng, Jesse Michael. Đúng vậy, đó là một cách khi mà tôi nhớ lại, tôi thấy rằng đúng, đây là một trong những hạt giống mà họ có thể gieo trồng bằng cách phụng sự những người khác sau khi bạn đã học. Bằng cách phụng sự những người khác và giúp cho họ có thêm nhiều kiến thức. Và chính bạn sẽ có nhiều kiến thức để có thể tham dự nhiều khóa học. Vâng, tôi cũng nghĩ rằng khi bạn là một tình nguyện viên, bạn cảm thấy rất hạnh phúc, bạn biết đấy. Bạn phải làm rất nhiều công việc nặng nhọc, công việc dơ bẩn, như là tôi đã rửa chén bát trong nhiều năm. Nhưng sau khi tôi rửa chén bát, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Vậy nên tôi nghĩ nó cũng làm cho bạn rất hạnh phúc và bạn sẽ luôn luôn có đầy đủ những khóa học mọi lúc. Bạn sẽ luôn có nhiều khóa học hơn nữa. Đúng vậy. Vậy bây giờ chúng ta hãy đưa Beatrice ở Thượng Hải một tóm tắt. Và mỗi chúng ta sẽ đưa ra một lời khuyên để Beatrice có thể nắm bắt được những gì mà chúng ta chia sẻ ngày hôm nay để giúp cô ấy có thể tham dự những khóa học đào tạo của DCI. Janice, một lời khuyên từ bạn. Được rồi, lời khuyên của tôi là phát triển 4 bước gieo hạt, nơi mà bạn có thể giúp một người nào khác có thêm nhiều khóa học, bạn biết đấy. Và sau đó bạn biết là phải thật sự tưới nước cho những hạt giống đó và đừng giới hạn việc những hạt giống đó sẽ nở như thế nào. Chúng sẽ nở ra lớn hơn và tốt hơn so với những gì bạn có thể tưởng tượng. Còn thầy thì sao, Ishimaku? Vâng, tôi đang nghĩ về những người bạn của tôi, Stanley và Elison Chou ở Thẩm Quyến, Trung Quốc. Và tôi nghĩ 8 hoặc 9 năm về trước, họ tới gặp Vivian Wong, người tổ chức sự kiện ở Quảng Châu, và họ đã nói, chúng tôi muốn trở thành tình nguyện viên. Chúng tôi sẽ là những nhân viên tình nguyện. Thật ra họ đã tình nguyện làm phiên dịch viên và cũng nấu ăn cho những thứ khác tương tự vậy. Và tôi sẽ nói cho bạn nghe rằng Beatrice, bây giờ họ đã sở hữu công ty riêng của mình. Tôi đến và dạy ở đó mỗi năm. Họ sở hữu công ty riêng và họ tổ chức những khóa học cho tất cả mọi người khác. Vậy nên tôi nghĩ chắc chắn là hãy thử tìm một công việc. Hỏi người tổ chức sự kiện tại địa phương, xin hãy cho tôi làm một tình nguyện viên. Và nó rất là vui khi là một tình nguyện viên. Nó cũng làm cho bạn hạnh phúc. Sunny, lời khuyên cuối của bạn là gì? Được rồi, lời khuyên cuối cùng của tôi sẽ là tài trợ cho những người khác tham dự các khóa học. Bạn biết đấy, có thể là một số tiền nhỏ, không phải là một số tiền lớn. Nhưng trong ý định của bạn là bạn muốn người khác có thể tham dự các khóa học. Vì vậy, bằng cách làm điều đó, bạn có một ý định thuần khiết muốn những người khác tham gia khóa học. Điều đó sẽ gieo trồng hạt giống cho chính bạn để có thể tham dự các khóa học mà bạn muốn. Vâng. Vì vậy, vâng, được rồi. Vì vậy, tôi nghĩ rằng đây là sự chia sẻ rất tuyệt vời và hy vọng Beatrice từ Thượng Hải bạn có thể áp dụng và bạn có thể biến giấc mơ của mình thành hiện thực. Và hãy xem cái gì cho ngày mai. Câu hỏi rất thú vị cho ngày mai. Được rồi. Vì vậy, chúng ta hãy xem câu hỏi cho ngày mai. Chào buổi sáng. Câu hỏi của tôi hôm nay có liên quan đến việc chạm vào thế giới kim cương. Nếu tôi có một mục tiêu như vậy, tôi hiểu rằng tôi cũng cần phải có một người thầy và một người thầy giác ngộ ngay bên cạnh mà sẽ dạy tôi cách chạm vào thế giới kim cương. Vì vậy, những hạt giống mà tôi cần phải gieo trồng để tạo ra một người thầy như vậy trong cuộc sống của tôi, bên cạnh việc dạy cho những người khác về hạt giống tinh thần và tính không là gì? Cảm ơn bạn. Wow, rất tuyệt. Vì vậy, tôi nghĩ mọi người đang tìm kiếm nó ở cấp độ 7, chạm vào thế giới kim cương. Vì vậy, tôi nghĩ rằng rất nhiều người muốn gửi câu hỏi của riêng bạn để hỏi Jesse Michael. Câu hỏi của riêng bạn là gì? Vậy, đường liên kết hoặc email mà bạn có thể gửi đến là gì? Vâng, có lẽ Janice có thể hiển thị nó. Vâng, được rồi. Vì vậy, ổn thôi. Vì vậy, điều này là bạn nên quay video dưới 30 giây. Vâng, ở định dạng dọc, selfie và dưới 30 giây. Cảm ơn Janice.
Cảm ơn thầy Gishi Michael rất nhiều và cảm ơn tất cả các khán giả cho câu hỏi đáng yêu của các bạn. Và hẹn gặp lại tất cả. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã xem chương trình BG